Đây là cổng chào khu công nghiệp Tân Bình. Chúc mừng năm 2020. Có ai đi vào làm ở đây và công việc rất nhẹ nhàng, lương cao. Công ty ở đây rất nhiều công ty vẽ đi đâu hoạt động mới trong năm 2020. Nếu anh chị em nào chưa có việc làm, tới gặp anh Tôn theo số điện thoại 0967410489. Anh Tôn khỏe được tiếp để anh em còn biết được khu công nghiệp đây nó nằm ở quốc lộ 14 gần cây xăng Ngọc Bích. Nếu anh em tới là alo cho anh Tôn rồi anh Tôn đón vào trọ, rồi sáng hôm sau là anh em vào phỏng vấn. Đó, anh em thấy ở đây là rất nhiều là cái ưu đãi cho giúp cho người dân, tạo công ăn cho việc làm cho người dân. Anh lên đây là anh đưa công nhân vào làm, cho nên anh mới đứng ra tổng cộng anh quay tí là anh vào công ty là anh quay tiếp. Cho nên là anh sẽ quay để mà công nhân nó biết rồi nó vào đây nó làm. Đó là Hương Vị Gia Lai anh em nha. Còn bên đây là Hương vào Sài Gòn. Anh em nắm rõ khi anh em bước vào đây á, phải biết rõ đây. Ok bạn tuyên dụng này anh em, anh đang quay gần đây để mà anh em biết được công ty là nằm ở đây. Công nghiệp Tân Bình này Dương. Rồi